Mỗi bàn tay của chị thì khép lại chặt, màu sắc sáng tưởng đẹp nhưng lại không không đẹp. Ê, lý do bởi vì các đường chỉ nó mỏng manh quá, đường chỉ nó không có đậm, các đường chỉ nó nhòe, nó không mở lạt. Chính vì thế dấu hiệu của chị đó là làm được bao nhiêu tiền của lại dốc hết bấy nhiêu, có số phá sản. Nghề của chị làm được tiền cũng rất là nhiều nhưng mà ra cũng rất là nhiều, bạo tàn nhưng mà bạo phát, bạo phát bạo tàn, cứ lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống, ăn được bao nhiêu rồi lại trả cho thiên hạ hết bấy nhiêu thôi, của thiên trả địa. Chị là làm nghề thầu số, là mình là chủ thầu hay là ghi cho người ta thôi? À, kiểu như hồi đó thì ghi thì kiếm cỏ ăn thôi, mà lúc này cạnh tranh quá rồi, giờ mình cũng giao cho thầu, mà mình giao chút đỉnh, còn chút đỉnh mình ăn tại. Nhưng mà ăn thì chả thấy ăn đâu ha, toàn thấy mất ha. Dạ đúng rồi. Khuyên chị, đây là lời khuyên chân thành chân chính, chị nên bỏ nghề này càng sớm càng tốt đấy, kiếm nghề khác mà làm. Mặc dù bây giờ trong đầu chị sẽ có suy nghĩ đó là ông thầy này ông khuyên bỏ nghề này thì làm nghề nào bây giờ, nghề này bây giờ thu nhập cũng rất là ok, nó cũng nhàn, không có nặng nhọc gì hết, cũng đang quen thuộc rồi mà bây giờ bỏ nghề này thì biết làm nghề gì bây giờ. Nhưng mà chị muốn cuộc đời của chị tươi sáng hơn, con cái của chị nó có tương lai, chị phải bỏ nghề này đi, chứ không sau này em thấy chị dễ vướng vào vòng lao lý nữa đấy, mỗi bàn tay có số liên quan đến vòng lao lý nữa đấy, pháp luật nó sờ gáy rồi đấy nhé. Đấy, hết sức mà phải cẩn thận vô, nên bỏ nghề này càng sớm càng tốt đi, đây là cái lời khuyên chân thành. Còn cái năm nay thì công việc làm ăn vẫn vậy vậy thôi, năm nay chị 40 tuổi, thân tí thìn tam tai vào dần mão thìn, thì năm nay là năm tam tai của chị đây, năm nay công việc làm ăn cũng bình bình thôi, không khá, tạm tạm thôi. Giờ ra tiền không? Còn mất là mất thôi, có thấy tụ đâu. Năm nay là em mới làm thôi, chứ còn mấy năm trước từ nào giờ là chồng em làm không à, em không có làm gì hết á. Chị với chồng chị là chả là một, không một kinh tế chung thì chả nhẽ chị một kinh tế, chồng chị một kinh tế. Nội trợ không à, Vâng, về thì em đã cũng nói ở. rồi, chị với chồng chị người cả hai thì đều là một chứ còn gì nữa. Dạ thôi. Đấy, tất cả tiền vào thì cũng chung một túi chứ còn gì nữa. Mất thì chị cũng xót mà được thì chị cũng vui. Đấy, cả hai người cũng vậy thôi. Và chồng chị mất thì bệnh gì đấy? Ảnh bị tai nạn điện giật chết chứ không có bị bệnh. Đấy. Lên lên bỏ bỏ nghề đi nhé, bỏ nghề sớm thì càng càng tốt. Và điện giật kiểu gì mà chết được nghề, làm gì mà điện giật? Bơm nước mua tươi lên đó, là mua tươi nó mát nó giật. À, ô, Có một mặt ở nhà nên thành ra không ai hay. ô cá cảnh à? Cả giả cá hải tượng mình đó. À, thế sao trong tưởng trong nhà nó phải có cái automat chứ nhỉ? Có gắn cái cục ấy, nhưng mà cái cục CP đó nó chỉ nhảy là chạm nó mới nhảy thôi, chứ còn mà cái chống giật đó thì không có nhảy, nó không có nhảy. Đúng là số chết ha. Bây giờ ôm ba đứa nhỏ, đứa bé mới sanh được 4 tháng, giờ đi làm chuyện khác không biết làm gì, rồi không ai chăm bé nữa, tại vì nói chung ra thì nội ngoại thì ai cũng già hết rồi, không chăm phụ được hết, nó chỉ có một mình, nói chung là một mình đó. Vâng. Đấy, thôi cố gắng lên nhé, mau mau chóng chóng là bỏ nghề này càng sớm càng tốt đi nhé. Thì nói chung ra thì em cũng nguyện có số vốn, em cũng nghĩ đó chứ không làm. Vâng. Cũng quá thì thôi nhắm mắt làm đại. Vâng. Con cái sau này nó cũng khá đấy nhé. Về cung tử tức trong mẫu bàn tay thì nhìn cũng sáng đấy, số cũng được nhờ con đấy. Con cái là sau này nó cũng thành đạt, nó cũng có công việc ổn định. Giữa thì tuổi mùi, anh đứa nhỏ thì tuổi dần á này. Ngày tháng của cháu đọc đi. Dạ đứa lớn là sinh ngày tháng tư, mùng 1 tháng 4 âm lịch á, 2011, Tiếp. đó là ngày ngày 8 tháng 9 2015. Đứa nhỏ này sinh 10/11/2022.
Các cháu thì học hành đều khá nhé, học hành đều khá, ngoan lắm, công danh đều tốt nhé, hiếu thảo đấy, không có đứa nào quậy phá gì đâu. Trước mắt thấy nó ngoan chưa? Đấy, ngoan lắm, sau này đều thành đạt, đều có hiếu đấy, cố gắng mà tu nhân tích đức cho các cháu. Đấy là 1 2 năm nữa là bỏ nghề này sớm đi, các cháu sau này đều là rất là hiếu thảo đấy. Chính vì thế tại sao em chị chưa cần đọc ngày tháng năm sinh các cháu, em nhìn trong cái mẫu bàn tay của chị em thấy là cung tử tức nó sáng, đây là số được nhờ con rồi. Đời mình thì vất vả rồi, vợ chồng lấy nhau 2 bàn tay trắng bước ra đời nghèo rất mùng tơi, chả có gì rồi. Đấy, như thôi giờ cơ sự nó đã như vậy rồi thì thôi, con cái nó vẫn là cái điểm tựa cho mình, cố gắng nuôi nấng chúng nó khôn lớn. 10 năm nữa, 10 10 12 năm nữa được nhờ thôi, có khó gì đâu. Năm nay chị mới 40 mà, chị mới 40 mà. 50 tuổi là chị được nhờ con rồi. Bây giờ nói chung ra nó bế tắc quá nên thành ra cũng không dám như vậy. Cái gì cũng vậy, mình phải tự tin có tương lai, bởi vì tay của chị em thấy nó có tương lai chứ không phải là không có tương lai đâu nhé. Suy cho cùng ấy, cái nghề làm lô đề đấy, thầu lô đề đấy, nó không tạo phước mà lại tạo tội, nó làm tiêu cái phước của mình đi rất là nhanh. Bởi vì tại sao? Hàng ngày mình thu cái tiền vào đấy là người ta đánh đề, đánh lô, đánh đề. Đấy, họ có thể lấy từ đồng lương của họ, họ đánh. Mà đánh thì rất ít người trúng, chứ đâu phải ai cũng trúng đâu, hiểu chưa? Rất ít người trúng, đâu phải ai cũng trúng đâu. Đánh cứ thua thua mãi, nó bắt đầu gán xe gán cộ, lấy tiền của vợ, lấy tiền của con, nói dối người này, nói dối người khác. Chính cái nghề của chị nó là một cái tác nhân khiến cho gia đình người ta tan nát. Chị thấy đấy, có gia đình nào mà chồng đánh lô đề hay vợ nghiện lô đề mà gia đình đó yên ấm được không? Không bao giờ có, gần như là không bao giờ có. Đấy, mình phải phân tích sâu xa nhân quả nó như là vậy. Chính vì mình thu nhập từ trên những cái đồng tiền đau khổ của gia đình họ, chính vì thế nhân quả nó hồi lại, cuộc sống của mình nó sẽ bị hao phước rất là nhanh. Đấy, tự hỏi tại sao chồng chị là phải đi đi sớm như vậy đấy, nó cũng là nhân một phần nhân quả đấy, hiểu không? Rồi chị thấy nhiều người không, cá độ bóng đá đó phải nhảy cầu đúng không? Mùa World Cup là phải nhảy cầu treo cổ đấy, chỗ em đây này, nhiều người ở đâu là cá độ này, bán nhà bán xe này, để cắm này này, bắt đầu là đánh này này, cá cược đội nào hay là đánh lô đánh đề cá cược đấy, xong được không có tiền trả đấy, ảnh hưởng đến người thân, cuối cùng chọn lại cái chết đó là nhảy cầu hoặc là treo cổ chết đấy, hiểu chưa? Mình vô tình mình tiếc tay cho họ, mình nhận cái đồng tiền trên cái nỗi đau khổ của họ là như vậy. Chính vì thế tại sao pháp luật người ta ngăn cấm, người ta không cho hành nghề này, phải không? Đấy, đấy. Vì thế em phân tích cho chị để chị biết như nào là nhân, như nào là quả. Rồi cái sự ra đi của chồng chị cũng là một phần do đây chứ không phải là do đâu. Đáng lẽ chồng chị sống được đến 60 tuổi, 70 tuổi, nhưng mà do làm nghề này nó khiến cho hao phước nhiều quá, phước đức nó hao lên. Vì thế nhiều khi người ta cũng bị điện giật nhưng mà may mắn có người cứu, bởi vì phước người ta còn. Như đây chồng chị thì không có đủ phước, vì thế phải chịu cảnh như vậy. Chính vì thế cũng mau mau chóng chóng nhé, tranh thủ 1 2 năm nữa thôi rồi phải chuyển nghề, khi nào thấy ổn định là phải chuyển nghề, có đồng vốn là phải chuyển ngay nhé. Nhưng bây giờ làm cho lắm tiền rồi tự nhiên là mình ra đi đột ngột cũng mệt mỏi lắm. cũng có học đâu Để em giảng giải để cho chị biết. thầy thấy trên chỉ tay á tiền người ta nợ á người ta có trả cho em không này? Trời ơi, đòi hết lần này đến lần khác, đòi lên đòi xuống không trả, rồi nó còn đi chỗ khác nó đánh nữa. Nó đi chỗ khác nó chơi nữa. Nhiều khi nó còn quay, nó chị đòi nó còn quay nó chửi chị nữa. Vì thế giờ rút kinh nghiệm đi, không làm được thì thôi chứ đừng cho vay cho nợ gì hết. Con nợ xong nó không trả đâu. Lỗ chị cho vay 10 thì mất mất 7 mất 8. Nếu có 1 2 người tử tế mới quay lại trả chị thôi, mà hiếm lắm. Như em bị tăng tai 3 năm vậy đó, mà năm rồi á là em tán gia bại sản luôn, rồi chồng chết luôn, rồi giờ còn 2 năm, năm nay với năm tới nữa em còn xui gì nữa không thầy? Năm nay vẫn còn xui. Năm nay vẫn còn xui, năm nay làm ăn vẫn còn đen đủi.
Tại vì năm rồi có nhiêu là hứng hết luôn á. Vâng, đấy. Tiền bạc ra đi, người cũng mất rồi đấy. Bởi vì Dạ. đi đi theo cái ngành nghề mà nó khiến cho mình hao phước quá nhiều. Phước của mình đã kém rồi mà lại chọn cái ngành nghề đấy hao phước quá lớn nữa. Vì thế mình để ra đi sớm. Thân tàn ma dại. Âu cũng vì cơm áo gạo tiền, cũng vì Dạ. mưu sinh cuộc sống. Nhưng mà thôi, chị phải phải biết lên cân nhắc nhé. Nhưng thôi, nhìn cái mẫu bàn tay này đấy thì hậu vận cũng được nhờ về con đấy. Con cái các cháu ngoan thành đạt như thế là ok rồi. Thì cố gắng nuôi nấng chúng đó rồi sau này sẽ được là chỗ nương tựa. Hết luôn cái này Dạ đúng rồi, ba đứa thành đạt hết luôn. Nhưng mà học hành là có nào tới chốn hết nha. dạ được, như riêng cái đứa đầu với đứa đứa, đứa cuối đấy, đứa 2011 với đứa 2022, đứa 2020 mấy đấy, nó lận đận tình duyên đấy nhé. Nên cho hai cái đứa đó được kết hôn muộn muộn một xíu, chớ cho cháu kết hôn sớm nhé. Rồi còn câu hỏi gì nữa nào? Như ba với mẹ giờ thôi nhau lâu dữ lắm rồi, Vâng. mà ba thì tuổi tí canh tí, Vâng. mẹ là tuổi tỵ Vâng. với hai, vậy là người người ở nơi hết á. Nhưng mà em muốn hỏi là hai ông bà mừng ăn được không, về sức khỏe tốt không? Sức khỏe thì vẫn ổn. Làm tới đâu đủ xài tới đó. Nhiều Dạ. khi còn thiếu thốn nữa. Xoay chỗ này đập chỗ kia. Tí tị nó phạm vào tứ tuyệt mà. Chả hợp đâu, chả nói với nhau được nửa câu. Thôi lâu lắm rồi. Dạ. Vâng, rồi làm ăn còn túng thiếu nữa. Chả bao giờ mà ngóc đầu lên nổi hai cái tuổi đó. Lâu trai luôn rồi mà giờ mà ăn cũng không được luôn hết này. Đúng rồi, thì chị thấy đấy. Bao nhiêu năm nay cũng có khá lên nổi đâu. Dạ. Còn thằng em trai á, nó tuổi Sửu á, Tân Sửu à, Ất Sửu à. 97 Ở 97 Đinh Sửu à. Ngày là tháng nó làm ăn được không thầy? không làm ăn vẫn chưa ra gì đâu, số phải 43 đấy, Dạ. số nó 43 nay chỗ này mai chỗ khác. Chứ nó chưa có lập trường được á. Đúng rồi, chưa làm những cái trò trống gì cả, vẫn còn con lớn mà chưa có khôn đâu. Tại vì nó bả lấy chồng khác rồi bả sanh ra cái thằng em này á, thì từ hồi mà chồng nó mất rồi nó lên đây nó sống với em mà nó đi làm, thì nên mới hỏi nó mừng ăn được không. Không ăn thua. Tuổi Thìn đó thầy, Ai ai bà nhà chồng bà mẹ chồng bà tuổi Thìn. khó tính lắm nhé. Dạ. Bà cũng làm số luôn á. Rồi cũng làm số, rồi làm số rồi bạn làm được bao nhiêu tiền rồi lại đốt hết cả tiền thuốc thôi. Hơi Tại vì tuổi thọ tiểu thì đường. ok, nhưng mà làm được bao nhiêu tiền đổ hết vào tiền thuốc hết. Dạ, nó cũng có đường đi hết trơn. Đã bảo rồi, ăn mấy cái đồng tiền này rưng rưng nước mắt khóc ròng. Đấy, chết thì không chết ngay hiểu không, cứ lay lắt là hết, đau hết cơn này phát cơn khác phát rồi lại tốn tiền, lại đi bệnh viện chữa chữa bắt đầu một lúc sau nó hồi phục bắt đầu về nó lại tái lại. Đấy đã bảo rồi, những cái đồng tiền mà nó không không minh bạch thì bây giờ nhân quả nó sẽ nhãn tiền.